Tiếng bìm bịp kêu, ai cũng nghĩ ngay đến con nước lớn. Nhưng có lẽ ở đất mũi, bìm bịp kêu nhiều hơn, bởi vùng đất này chịu ảnh hưởng của chế độ bán Nhật Triều, hết lớn lại rồng, hết rồng lại lớn. Là người đất mũi, khi còn nằm trong bụng mẹ, tai đã quen nghe tiếng sóng. Vừa cất tiếng chào đời, đã chạm mắt với nước xanh. Sóng biển vẫn mãi đưa hạt phù sa đắp bồi cho rễu đất mới, cho mũi đất Cà Mau vươn xa thêm từng ngày, để lại đằng sau cho cư dân về dựng chòi, đốt lửa mà thành xóm, thành làng. Những ai từng sống, từng chiến đấu nơi rẽo đất cuối cùng này sẽ mãi còn động lại trong ký ức của một thời gian khó. Những vạt rừng đước trụi lá vì chất độc khai quang của kẻ thù rải xuống. Nhưng người dân đất mũi bám đất, giữ rừng và dựng làng kháng chiến. Soạn giả Trọng Nguyễn, người con của Cà Mau, từng viết trong bài Tân Cổ Quê Anh, Quê Em có câu: cất nước từng lon, đói ăn trái mắm, mà chẳng một ai chịu lìa bỏ nơi này. Ký ức về rừng xưa còn động mãi, chảy mãi trong ông và trong lòng người dân đất mũi cho đến bây giờ. Bài Tân Cổ Gặp Rừng cũng là nguồn cảm xúc ấy, phần nào như nói hộ với đồng chí, đồng đội ông từng một thời cầm súng để giữ đất, giữ rừng. Một tám tư tên của Lâm Ngư Trường, tên của Trận Địa xưa tôi còn nhớ đến bây giờ. Tôi đã gặp rừng như một giấc mơ, đang khép tan giữa màu xanh kỳ diệu. Bạn đưa tôi đi vòng xuyên qua ngã ba sư cùi về nhà hỏi nơi căn cứ ngày xưa tôi ở. Mà nghe tiếng chim xe cá gọi con nước lớn, mà nhớ bạn nhớ em đêm hành quân dội da xiên. Con nước về đâu dội da xiên, có ghé Tam Giang hay qua cửa thổ hay cánh rừng nào còn để cho tôi nhìn mặt nước ngắm dòng sông nơi cuộc chiến đấu hôm qua bạn bè vừa nằm xuống. Nay tôi gặp rừng sao rừng quá ngây thơ, rừng dối vàng trong màu xanh mơ. Qua chiến tranh, qua bão giông và qua sự tàn phá của con người vì miếng cơm manh áo, nhưng cây đước Cà Mau vẫn vươn mình đứng dậy, bám chặt đất phù sa. Đước là loài cây có nhiều giá trị sử dụng, làm cột nhà, xẻ ván, làm cột đáy bắt tôm cá, và đặc biệt là than đước có giá trị kinh tế rất cao, năng lượng tỏa nhiệt chỉ sau than đá. Tháng 3 là mùa đước trổ hoa, kết trái. Đến tháng 7, trái rụng tự nhiên, rồi đâm chồi, nảy lộc, cho một dòng đời mới tiếp tục sinh sôi. Nói đến cây đước, người ta luôn có ấn tượng đậm nét về bộ rễ có hình thù độc đáo của nó, mà người dân Cà Mau gọi là chan đước.
Cái bộ rễ hình chiếc nơm ấy cũng là ngôi nhà chung cho các loài ốc, loài vợt, loài cua. Khi nước thủy triều ngập chân rừng cũng là lúc ốc len bò lên chan đứa kiếm ăn. Tuổi thơ của biết bao người nơi miệt rừng này làm sao quên được cái thú vui đi nhặt từng chú ốc len no tròn. Rồi những nồi ốc sáo dừa béo ngậy, ngào ngạt hương thơm. Còn khi con nước ròng, chân rừng không còn nước, cũng là lúc bọn trẻ con hàng ngang tìm những chú vợt nhú mài chờ sẵn. Chỉ cần tinh mắt tìm kiếm dưới từng gốc nước lớn trong một buổi, một người cũng bắt được vài chục con. Vợt rừng nước thơm ngon và bổ dưỡng được liệt vào thứ hạng cao của loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Đi bắt cua cũng là thú vui của người dân miệt rừng. Cua thường sinh sản ở biển. Khi lớn lên, chúng mới men theo dòng sông con rạch để trở về rừng. Cua biển làm hang ở rừng thường là những con lớn. Chúng đến tạm trú một thời gian dài chờ lột vỏ cứng cáp rồi trở về biển làm nhiệm vụ duy trì nòi giống. Hang cua thường nằm khuất trong chan nước hay bụi rậm, tìm kiếm rất khó. Nhưng khi gặp được hang thì không mấy khó khăn để bắt chúng. Khi con nước xế chiều lên lại, ngồi trên sàn nhà lót bằng cây nước và cạnh đó là bếp than nước rực hồng, thì dường như mọi mệt mỏi lo toan qua đi, trong lòng ấm lại giữa rừng sâu. Cái mùi tỏa ra từ cua vợt nướng lúc này dường như cho ta cảm nhận rõ hơn cái hương vị của rừng, của biển. Hình ảnh thân quen ấy cứ chen vào trong tâm thức mỗi người con đất mũi khi xa quê. Ngoài kia, những con rạch trảng nước đã đông đầy con nước rông cho tôm cá sinh sôi. Những dòng sông cứ âm thầm đưa nước lên rừng xuống biển cho cá tôm có chỗ đi về. Hạt phù sa cũng theo con nước mà đổ về biển cả, rồi cũng động lại thành nền. Để biển hóa đất liền cho cỏ cây muôn thú sinh sôi và cho con người đặt bước chân mình vững chãi như bao thế hệ cha ông mà tiến dần ra biển. Tại tọa độ quốc gia 8 độ 37 phút 30 giây độ Vĩ Bắc và 104 độ 43 phút độ Kinh Đông này, cho mỗi người dân đất Việt tự hào khi đặt dấu chân mình ngay trên rẻo đất cực Nam của Tổ quốc thân yêu. Nơi đây cũng là chỗ lý tưởng nhất để ngắm ánh bình minh lấp lánh ở biển Đông và chiều tà hoàng hôn khuất dần nơi biển Tây. Và còn nhiều điều lý thú khác nếu ai có dịp đến đây dù chỉ một lần. Nơi hương rừng gió biển này sẽ động mãi trong ký ức của chúng ta về một vùng đất thân yêu như thế. Lấn biển thêm rừng đều giúp người đi nhanh nhanh đôi bàn chân, nhanh nhanh những ý suy và ước vọng. Về đất biển Cà Mau thấy đất trời thêm rộng lớn. Tôi nhớ quê, nhớ thời thơ ấu, nhớ tiếng cười rộn rã giữa đồng trưa. Bao năm rồi tôi mới trở lại quê xưa, đôi bàn chân cứ bước quen bước lạ.
Tôi thương ngoại cả một đời sương gió, thương rặng trăm bầu tỏa bóng giữ hồn quê. Bát ngát xa trong những dặm trăm bầu, dặm trăm bầu như nơi quê hương em yêu dấu. Uống nước nước dòng sông cây xanh thắm một màu. Uống nước nước dòng sông cây xanh thắm một màu. Ở xứ tôi, cây trăm bầu nhiều lắm. Nó có mặt ở mọi nơi, từ bờ sông hay ra tận chốn ruộng đồng. Thân cây trăm bầu có nhiều mắt gai to lắm. Nhưng không hiểu tại sao người dân quê tôi không gọi đó là gai, mà lại kêu với một cái tên rất đổi thân thương là vú trăm bầu. Tôi nhớ lúc xưa ngoại hay răng dạy, đứa nào lì quá sẽ bị ăn roi trăm bầu. Mới nghe qua đã nổi da gà rồi, chứ nói chi là bị đánh đòn bằng thứ roi đầy gai ấy. Lúc nhỏ tôi nổi tiếng là đứa tinh nghịch. Có nhiều buổi trưa buồn không biết làm gì, thấy bọn con gái rủ nhau ra vườn hái rau, thế là tôi liền bí mật rủ theo thằng bạn tìm cách chọc phá. Bọn tôi cắt cớ trèo lên cây trăm bầu, rung cây rồi giả giọng nhát ma làm cho bọn con gái một phen hú vía. Hên là đám con gái sợ quá chẳng phát hiện ra. Nó mà biết qua nhà mét má, tôi bị ăn đòn là cái chắc. Liếng khỉ vậy chứ tôi cũng siêng lắm mà nghe. Ngày nào tôi cũng phụ má mang cơm ra ruộng cho ba. Cơm vừa dở xong là má đã hối thúc tôi nhanh chân để cho ba ăn kịp nóng. Những lúc đem cơm cho ba, tôi ít khi chịu về liền. Tôi thích thú khi được ngồi đung đưa trên cánh võng mà ba đã cột sẵn vào hai cây trăm bầu để tận hưởng những cơn gió mát từ đồng ruộng lùa vào, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Dưới gốc trăm bầu, tuổi thơ của bọn tôi cũng có bao kỷ niệm. Có những khi đào được mấy củ khoai, cả đám rủ nhau lấy rơm mà nướng. Đứa nào háo ăn thì sốt sắng nướng. Riêng tôi vốn hay mơ mộng nên thường thả hồn vào những chuyện đâu đâu. Mơ mộng vậy chứ khoai chính là tôi hay liền hà, và dành phần cũng không thua ai hết. Trong nhóm bình thường thằng nhọn khờ ít hà, vậy mà hôm đó nó lại nghĩ ra cái chiêu lấy lá trăm bầu gói khoai cầm cho đỡ nóng. Thời con nít của tôi có nhiều trò chơi thú vị lắm. Ngoài mấy trò đánh kiếm, trốn tìm, u hấp, tụi tôi còn biết chơi trò du kích nữa. Trò chơi thôi, nhưng bọn tôi cũng làm ra vẻ bài bản lắm. Đứa nào đứa nấy gắn hoa lá ngụy trang từ đầu cho đến chân để khi di chuyển cho phe địch không phát hiện ra.
Chơi trò này giỏi nhất là thằng Hùng. Nó chọi mìn là bách phát bách trúng. Cây trăm bầu không chỉ cho bọn tôi nhiều kỷ niệm mà nó còn có ích trong đời sống hàng ngày của người dân. Ở quê, người ta hay chất già để bắt cá ăn lúc nhà có đám tiệc hay vào vụ mùa cho đỡ tốn tiền mua. Muốn giữ được lục bình thì nhất thiết phải có các nhánh cây. Vì nhánh trăm bầu đem chất già thường dụ được nhiều tôm cá, lâu một khi ngâm trong nước, nên bà con xóm tôi rất ưa dùng nhánh của loại cây này. Thân cây trăm bầu thì nhánh nhiều vô số kể, nên ngoài cái chuyện chất già thì người ta còn dùng để làm củi. Biết là củi tre dễ nấu, nhưng củi trăm bầu được phơi kỹ thì đượm lửa khỏi chê. Mặc dù trăm bầu không thuộc loại cây cho gỗ quý, nhưng trái của nó lại làm vị thuốc dân gian rất hay. Hồi đó tôi ròm lắm, ăn nhiều ơi là nhiều mà tôi vẫn ốm nhom, nên má thường bảo, cái thằng này chắc là bị lãi ăn hết rồi. Thế là má áp dụng ngay bài thuốc sổ lãi của bà ngoại chỉ cho. Sáng sớm má bắt tôi để bụng đói, rồi lấy hột trăm bầu nhét vào trái chuối xiêm. Sợ hột trăm bầu đắng, tôi cắn miếng chuối thật to rồi nuốt trọng. Bài thuốc thấy đơn giản vậy nhưng hiệu nghiệm lắm, vừa sổ sạch lãi mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Dường như đã trở thành một điều không thể thiếu. Người dân quê tôi yêu và quý tất cả những gì mà cây trăm bầu mang lại. Hơn hết, cái bóng mát của nó làm dịu cả lòng người trong những buổi đồng trưa. Qua thời gian, có những thứ ta không thể giữ được, nhưng rặng trăm bầu ngày nào vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. Bởi vậy, mỗi khi đâu đó vang lên những câu hát về loài cây mà mình một thời gắn bó, trong tôi lại vọng về một lời nhắc nhớ, thương lắm trăm bầu ơi. Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu, bát ngát xa trong những dặm trăm bầu. Dặm trăm bầu như nơi quê hương em yêu dấu, uống nước nước dòng sông cây xanh bột màu, uống nước nước dòng sông cây xanh. Dùng Thất Sơn vừa giàu truyền thống cách mạng, vừa đậm đà bản sắc các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất này. Đến với Thất Sơn nhiều huyền thoại, ký ức của mỗi người.
Bà Nansen, mẹ của chị Sana, gắn bó với những chiếc cà ràng nội đất đã hơn 50 năm. Các công đoạn quan trọng của nghề làm đồ gốm đều do người phụ nữ đảm nhận vì đòi hỏi sự khéo léo và bền bỉ. Bởi vậy phải gọi đây là nghề mẹ truyền con nối. Những người hàng xóm của chị Neng Sana như mẹ con bà Neng Yon và chị Neng Vui thì chuyên làm nồi đất. Cũng chỉ bằng những chiếc đâm hình trụ tròn và chiếc khơ len là thanh gỗ dẹt, kết hợp khéo léo các động tác nông ra và dỗ vào, họ tạo cho khuôn đất ban đầu trở thành những chiếc nồi có đường cong và hoa văn, tuy đơn sơ mà đẹp mắt. Các khâu làm đồ gốm của bà con Khmer không sử dụng kỹ thuật bàn xoay, mà người thợ phải đi vòng quanh để chế tác cho sản phẩm của mình. Qua hàng chục năm gắn bó với cái nghề thủ công truyền thống này, tính ra những người phụ nữ ấp Nong Bi đã đi một đoạn đường đủ để... Sau khoảng một tiếng đồng hồ trong lửa, các sản phẩm sẽ chín đều, vừa bền, vừa đẹp. Thợ gốm ấp Nong Bi không phải đi bán sản phẩm ở xa vì thương lái sẽ đến tận nơi lấy hàng. Sản phẩm của bà con được khắp đồng bằng sông Cửu Long ưa chuộng vì tiện dụng mà giá.
Một ngày mới bắt đầu trên biển Thổ Chu. Hôm nào cũng vậy, những đứa con của anh Út Thịnh lại tất bật cho một chuyến xuống biển buôn câu. Nằm trên vùng vịnh Thái Lan ít sóng gió, cách đất liền trên 200 km, Thổ Chu là ngư trường phong phú, giàu bậc nhất của Tổ quốc. Các tàu lớn của ngư dân khắp nơi về Thổ Chu để lên xuống cá, sửa chữa máy móc, ngư cụ hay tiếp thêm nhiên liệu, nước ngọt, chuẩn bị tiếp tục ra khơi. Còn những ghe xuồng nhỏ hơn thì chỉ vòng quanh các hòn để phục vụ cho việc thả lưới, buông câu. Anh Út Thịnh là thuyền trưởng của một chiếc xuồng câu nhỏ. Thủy thủ đoàn của anh hôm nay là hai cậu con trai mới vừa tròn 20 tuổi. Trên đường ra biển xa, anh Út Thịnh tranh thủ móc mồi câu cá thu. Nhờ tàu kéo, con mồi lượn trên mặt biển như đang sống. Thật là hấp dẫn đối với các chú cá nhồng, cá thu đang háo đói. Nhưng chuyện câu cá nhồng, cá thu chỉ là việc phụ. Họ là những ngư dân làm nghề câu lặn, một nghề chỉ có ở vùng đảo Phú Quốc, Thổ Chu, nơi cực nam của đất nước thuộc tỉnh Kiên Giang. Anh Út Thịnh vào nghề câu lặn từ trước khi ra Thổ Chu lập nghiệp. Anh vẫn nhớ và thường kể cho các con. Nghề câu lặn hình thành khoảng hơn 15 năm trước tại quần đảo Nam Du, nơi cách Thổ Chu hơn 100 km. Lúc đó, do nhu cầu con giống của các bè nuôi cá hú lồng trên biển, ngư dân Nam Du đã sáng tạo ra nghề câu lặn để tìm bắt cá hú giống tại những gần đá ven biển. Khi cư dân đông đúc, lượng cá mú ven đảo giảm nhiều, thì số người theo nghề câu lặn ở Nam Du cũng ngày càng ít đi. Đầu những năm 90, những ngư dân Nam Du đầu tiên đến khai phá Thổ Chu, một vùng biển hoang sơ nên rất dồi dào các loại hải sản. Và nghề câu lặn của người dân xứ đảo ở Thổ Chu cũng từ đó mà hình thành. Trước khi có thể xuống biển buông câu, các con của anh Út Thịnh phải trải qua lớp huấn luyện tại những gành đá ven bờ. Cách mắc mồi sao cho thật gọn, thật chắc. Cách buông câu sao cho thật khéo để có thể qua mặt được những con cá tinh khôn là những bài học đầu tiên. Tuy không quá khó, nhưng vẫn đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại. Câu lặn cũng đơn giản thôi. Người thợ câu thả nổi trên biển, cầm sẵn đoạn dây câu dài khoảng hơn một sải tay đã móc mồi. Họ đeo kính lặn, quan sát dưới nước. Khi thấy cá, họ sẽ ném dây câu về hướng đó. Cá bắt được cho vào một chiếc rổ có buộc phao nổi trên mặt nước, thường gọi là chiếc bọi. Thợ lặn thả trôi đến đâu, bọi đựng cá cũng được kéo theo đến đó. Cái hay của nghề câu lặn là người câu chọn được con cá vừa ý mới buông mồi. Và thường khi buông mồi là đạt được ý nguyện. Dùng biển Thổ Chu như là một siêu thị để các thợ câu tha hồ chọn lựa. Các thợ lặn Thổ Chu thường chọn câu cá mú đỏ, bất đắc dĩ mới bắt tạm con cá mú hổ. Lớp thanh niên ở Thổ Chu hầu hết đều rành rẽ chuyện câu lặn. Chỉ những người mới vào nghề cần phao, khi đã quen thuộc, thợ câu lặn cứ thả nổi trên biển từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Đối với nhiều người, nghề câu lặn vừa là chuyện mưu sinh, vừa là niềm đam mê khi được đắm mình dưới làn nước trong xanh và ngắm những cảnh tượng muôn màu, muôn vẻ phía dưới mặt biển hoang sơ của Thổ Chu. Nhưng cần phải nói thêm rằng, không phải lúc nào biển cũng hiền hòa, dịu êm như vậy. Vào những khi sóng to gió lớn trong mùa mưa bão, thợ câu lặn đâu kiếm được bao nhiêu.
Giả lại, để được vài ký cá lớn, phải ngâm mình nhiều giờ dưới biển sâu cũng mỏi mệt. Có lúc lạnh run người và bụng thì thật là mau đói. Ngắm cảnh non nước Thổ Chu mỗi ngày, những thợ câu lặn thường nhắc lại truyền thuyết xa xưa. Nàng Âu Cơ đưa 50 con lên rừng, còn Lạc Long Quân đưa 50 con xuống biển, gầy dựng nên nước Việt từ địa đầu Móng Cái cho đến mũi Cà Mau, rồi vươn xa đến vùng biển Thổ Chu. 50 chàng trai theo cha thuở nào có xuống biển buông câu hay không thì ai mà biết được. Nhưng khi biển còn hoang sơ, cá tôm dồi dào mà phương tiện đánh bắt chưa có, biết đâu họ cũng câu lặn để kiếm sống. Nếu vậy thì quả là điều lý thú và đáng tự hào, bởi hàng ngàn năm qua, cái nghề ấy vẫn còn đến hôm nay, vẫn còn ở vùng biển đảo này. Và thợ câu lặn Thổ Chu thật sự là truyền nhân của tổ tiên Lạc Hồng thuở trước. Để lấy nước uống và nấu ăn, cha con anh Út Thịnh chỉ cần ghé vào Hòn Cao hoặc Hòn Từ. Rừng trên các hòn của Thổ Chu có nhiều dòng suối đẹp, bắt nguồn từ các khe nhỏ, chảy từ các dãy núi. Được bao bọc bởi hoa thơm cỏ lạ, cây cối xanh tươi của rừng nguyên sinh, nước suối Thổ Chu thật trong lành và mát mẻ, như để dành riêng cho những ngư dân siêng năng, dũng cảm. Khi mặt trời đứng bóng, cha con anh Út Thịnh lại neo chiếc ghe câu nhỏ bé của mình ven Hòn Từ, chuẩn bị cho một bữa ăn trưa. Họ chỉ nghỉ ăn cơm vào lúc giữa trưa khoảng một tiếng, rồi lại tiếp tục xuống biển buông câu. Gạo nước có rồi, cá tươi lúc nào cũng sẵn trên biển. Đôi khi bữa ăn lại có thêm món ốc luộc thật ngọt. Bữa ăn đơn sơ của thợ câu lặn lại là ước mơ của nhiều người trên đất liền. Chỉ bán cho các tàu thu mua với giá vài chục ngàn đồng một ký. Theo những người vào nghề lâu năm, mỗi ngày người câu lặn ở Thổ Chu có thể thu nhập từ 200 đến 600 ngàn đồng. Các thợ câu Thổ Chu vẫn lo không biết lúc nào nghề câu lặn sẽ mất dần như ở Nam Du năm xưa. Thổ Chu vẫn còn hoang sơ lắm. Ven các hòn nhỏ của quần đảo là những rạn san hô lớn, tạo thành môi trường sống lý tưởng cho các loài hải sản. Tới đây, khi Thổ Chu trở thành ngư trường sôi động của vùng biển Bạc Kiên Giang, các phương tiện đánh bắt nhiều thêm, thì cá tôm ven các hòn đảo thơ mộng này cũng sẽ dơi dần là điều không thể tránh khỏi. Và thật buồn khi những cảnh xuống biển buông câu gần gũi, lý thú, góp thêm vẻ đẹp cho cảnh sắc của Thổ Chu như hôm nay, chỉ còn trong ký ức mỗi người. Cứ vào mùa thu hoạch, hình ảnh từng đoàn xe bò nối nhau chở những hạt lúa vàng của bà con từ những cánh đồng dưới chân núi về phun sóc đã tạo thêm nét sinh động cho bức tranh vùng bảy núi quê tôi.
Giờ thì tôi đang công tác ở một xã miền núi nên ít có dịp cùng với cha và anh đi đánh xe bò. Đây là công việc mà tôi vẫn thường phụ giúp gia đình từ lúc lên 10. Cha mẹ tôi không có ruộng nhiều nên khi hết việc nhà, tôi thường theo cha đi chợ mướn cho bà con. Ở quê tôi, nhiều gia đình nhờ có chiếc xe bò mà kiếm thêm thu nhập. Nhưng cũng có không ít hộ mưu sinh chủ yếu bằng loại xe thô sơ này. Qua nhiều đời sống bằng nghề nông, dần dà tôi hiểu thêm rằng chiếc xe bò còn chở theo cả niềm vui của gia đình tôi cũng như bà con chòm xóm khi mỗi mùa gặt đến, và cả nỗi buồn khi vụ mùa màng thất bát. Khi tôi lớn lên thì đường xá ngày càng mở rộng, thông thoáng hơn. Có lúc ngồi trên chiếc xe bò cọc cặp lăn bánh trên con đường nhựa, tôi thầm ao ước một ngày nào đó sẽ có một loại xe cơ giới thay thế cho chiếc xe bò để việc chuyên chở nhanh hơn. Nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có loại phương tiện nào có giá rẻ hơn mà lại có thể đi lại dễ dàng trên các nẻo đường. Tôi thầm cảm ơn chiếc xe bò của gia đình đã giúp cho mình có điều kiện học hết bậc phổ thông trung học, vào trường trung cấp dạy nghề, rồi trở về công tác ở xã nhà. Tôi biết rằng ở vùng quê này, không ít gia đình có tiền lo cho con ăn học đến nơi đến chốn cũng nhờ vào chiếc xe bò. Hầu như chiếc xe thô sơ ấy là phương tiện duy nhất để chở loại phân hữu cơ mà lâu nay đã góp phần giữ độ phì nhiêu cho vùng đất vốn ít phù sa. Chiếc xe bò vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của người dân quê tôi trong việc chuyên chở hàng nông sản. Mùa thu hoạch thốt nốt, chiếc xe bò vẫn tỏ ra hết sức hữu dụng. Những buồng thốt nốt từ chân núi theo những chiếc xe bò đến với những điểm bán lẻ gian đường.
Tôi còn nghe cha tôi kể rằng, có lần ông đã đánh xe bò chở anh tôi và những đứa bé. Và sẽ thiếu đi nhiều nếu một ngày nào đó, vào những ngày mùa mà không còn hình ảnh những chiếc xe bò nối nhau lăn bánh trên các nẻo đường. Loại phương tiện đã gắn với gia đình tôi và bà con Phum Sóc quê tôi qua nhiều thế hệ, như một phần cuộc sống chân quê. Đã mấy năm xa nhà lên thị xã dạy học mà tôi vẫn chưa quen lắm những con đường của phố thị. Nhưng với quán bán bún nước lèo này thì gần như những buổi chiều rảnh rỗi là tôi thường lui tới. Đến đây tôi không chỉ thưởng thức món ăn mình ưa thích mà ở đó tôi còn bắt gặp những điều thân quen. Và có lẽ cái mùi quê giữa phố thị ồn ào này như kéo tôi về với miền ký ức ngọt ngào. Hồi còn nhỏ, tôi cứ lẻo đẻo theo mẹ vào bếp mỗi khi ở nhà nấu món bún nước lèo. Lúc đó thì chẳng phải thích thú học hỏi chuyện bếp núc gì đâu, mà chỉ khoái động tay vào những thứ có thể vừa chơi vừa làm được. Chút nữa, phải chừng nửa tiếng là xong hết trơn à. Tha hồ mà dột phá, vì các loại rau ghém dùng chung với bún nước lèo thì nhiều lắm. Nào là bắp chuối, giá, hẹ, các loại rau thơm và không thể thiếu những cọng bông súng thái dọc hoặc cắt ngang từng đoạn ngắn.
Nhắc đến bông súng thì không thể quên nhiệm vụ mà mẹ phân công cho cha và tôi đảm trách mỗi khi chuẩn bị nấu bún nước lèo. Mấy cái mương sau vườn nhà lúc nào mà không có bông súng và rau muống mọc đầy. Cha thương đứa con gái còn nhỏ nên không cho lội xuống nước mà chỉ đứng trên bờ gom từng bông súng lại để đem vô nhà cho kịp chuẩn bị các loại rau rém cần dùng. Nấu một nồi bún nước lèo tưởng đơn giản nhưng xem ra cũng khá cầu kỳ. Nguyên liệu chính gồm cá cùng các loại gia vị như sả, ớt, củ riền, củ ngải bún và tất nhiên không thể thiếu mắm bồ hóc. Hồi trước nấu bún nước lèo, người dân quê tôi chỉ dùng củ ngải bún, còn bây giờ có thêm một ít củ riền cho mùi vị đậm đà hơn. Sau khi đâm thật nhuyễn hỗn hợp này, người ta bọc vào miếng vải the rồi bỏ vào nồi nước lèo để lấy mùi vị. Cá kèo hoặc cá lóc được luộc thật chín, vớt ra gỡ lấy thịt giã nhuyễn cùng với các loại gia vị như sả, ớt. Hồi nhỏ tôi cứ thắc mắc hoài, thịt cá sao không để nguyên mà phải giã nhuyễn. Mẹ tôi bảo làm như thế thì nước lèo mới ngọt tự nhiên vì tuyệt đối không được nêm đường. Có thể đây là cách nấu của người dân Trà Vinh quê tôi, là cho thịt cá hòa tan với nước lèo. Còn khi ăn thì kèm với tôm luộc, thịt heo quay và chả giò chiên. Cái đặc trưng của món này có lẽ là mùi vị. Đó là cái mùi nồng nồng của ngải bún hòa quyện với mùi mắm bồ hóc, tạo thành một hương vị rất riêng. Có thể nói mắm bồ hóc của người Khmer quê tôi làm ra có hương vị đặc trưng, không giống với bất kỳ loại mắm nào khác trên đất miền Tây này. Vào mùa khô khi tác mương bắt cá được nhiều, ăn không hết, bà con nghĩ đến cách làm mắm để dành. Cũng như bao dân tộc khác cùng chung sống trên đất miền Tây này, người Khmer có cách làm mắm rất riêng. Bất kỳ loại cá nào cũng có thể chế biến thành mắm bồ hóc. Cá được làm sạch, bỏ đầu và ruột. Ngâm nước một đêm, cho hơi ương lên mới đúng điệu. Rửa kỹ bằng nước muối. Sau đó, cá được xếp vào keo hoặc hũ, khạp theo công thức một muối, một cá và ướp thêm cơm nguội, dằn kín để khoảng 3 tháng là có thể dùng. Mắm bồ hóc ngoài vị ngọt của cá đồng còn có vị béo, bùi của cơm nên mùi không quá gắt. Phía trên mặt bao giờ cũng có một lớp nước sóng sánh vàng như mật, thường được chắc riêng ra để dùng như một loại nước mắm ngon. Ở quê tôi, hình như nhà người Khmer nào cũng làm vài ba hũ mắm bồ hóc, vừa để ăn, vừa để đãi khách quý. Phần nhiều trong các món ăn của người Khmer như canh, lẩu, chiên, chưng, bao giờ cũng được nêm chút mắm này cho dậy mùi. Ngay như món nước chấm tỏi ớt dùng để ăn món tôm thịt cuốn bánh tráng, người ta cũng nấu lấy một ít nước mắm bồ hóc nêm vào, làm cho chén nước chấm có hương vị thật đặc biệt. Ngoài món mắm được bằm nhuyễn, chưng với thịt, hột vịt hay cuốn bột chiên giòn luôn có trong mâm cơm thường ngày, thì mắm bồ hóc còn xuất hiện trong món canh. Người Kinh gọi là sim lo, còn người Khmer gọi là sâm lo. Có nhiều loại sâm lo khác nhau, sâm lo măng, sâm lo mít, sâm lo thốt nốt, sâm lo cá. Nhưng với tôi thì ngon nhất là món sâm lo lò cô. Món sâm lo thập cẩm này nấu từ nhiều loại rau củ như ngọn nhãn lồng, bù ngót, các loại trái non như thốt nốt, mít, chuối nước, đu đủ, trái nhàu,
được sắc lát mỏng ngâm nước muối. Sâm lo lò cô có vị ngọt thanh của rau củ, ngọt béo của thịt, cá và chất mặn mòi của mắm bồ hóc. Riêng món canh lò cô để đãi khách hoặc cúng kiến thì phải có đủ 10 thứ rau quả và mất 3-4 giờ đồng hồ để chế biến. Tất cả các món ăn dù chế biến đơn giản hay cầu kỳ từ mắm bồ hóc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống người Khmer quê tôi. Từ bữa cơm vội vã giữa đồng hay trên mâm cao cổ đầy ngày lễ Tết. Mấy hôm nay ngọn gió chướng đã thổi sồng và có lẽ cái xe lạnh ấy mà các quán bún nước lèo ở thị xã thêm đông khách bên những tô bún thơm lừng còn bốc khói. Cũng với cái xe lạnh đầu đông làm tôi nhớ về quê mình da diết. Hồi tôi mới tập tành bên trang giáo án, trong mỗi buổi hừng đông thì bà tôi bên trái bếp tất bật lo nấu nồi nước lèo cho kịp gánh hàng rong vào buổi sớm mai. Làm sao quên được bên mái hiên nhà trong những ngày gia đình đoàn tụ và ăn một bữa bún nước lèo. Từng sợi bún nhỏ nhắn, trắng tươi, mềm mục, làm từ gạo lúa mùa trên đất dòng cát quê mình. Tô bún không cần trụng như bây giờ, khi ăn vẫn nóng ấm và mềm mát, đượm vị ngọt thơm của nước lèo trong từng sợi bún. Miếng thịt heo quay sắc nhỏ, gói vào lá chuối để giữ cho thịt mềm và phần da thì giòn rụm như thịt mới ra lò. Bún nước lèo, một thức ăn đậm đà tính dân tộc và từ lâu không chỉ riêng người Khmer ưa thích mà còn được liệt vào món ngon cho bất kỳ ai nếu một lần được nếm thử. Riêng tôi, cái hương vị của bún nước lèo đã ngấm vào hồn mình từ lúc tấm bé cho đến khi trưởng thành, nên có lẽ cảm nhận lớn nhất của mình là cái tình trong mỗi món ăn có mắm bồ hóc. Cái tình đó có bóng dáng của bà, của mẹ, của cha, của làng xóm quê hương đã đùm bọc chở che cho tôi lớn lên thành người.